Thành Ninh lên nha mọi người, núi Bà Đen Thành Ninh. Mã Đông Hội Bình Dương á, núi Bà Đen nha mọi người. Gửi xe nè. Đông quá đó ơi. Đông quá, đông quá. Gửi xe để mấy tiếng đồng hồ mới vô tới bãi xe rồi. Cô luôn ha. Cô na nè, đó. Dịch vụ cô na đây. Tiên, tiên. Đây, đây là núi Bà Đen nha mọi người. Gấp treo á. Núi Bà Đen đây mọi người ơi. Bóng vé. Chỉ làm cái mình. Rồi, lấy vô cấp treo nha mọi người. Vé nha mọi người ơi, vé lên đỉnh núi Bà Đen nha. Ồ, đông dưới này về Conan mà đông dưới vậy ta. Đây thằng này sợ dịch Conan nè. Đó về Cúc Trang đây. Dịch thì dịch, chơi thì chơi nha. Anh em cứ chơi tới đi, nào nào dính này hay. Mọi người trên fanpage của anh Đức nha. Đấy, giờ lên lên cao luôn mọi người. Nay giờ đây giờ cô Nam mà đi đông quá ha mọi người. Đó, chuẩn bị vô tới nhà tù lên nha. Đây, trời ơi, cái gì cũng có nha mọi người. Gặp treo lên núi Bà Đen nha. Ai có mạng đâu rồi người xem. Đâu tiếp đâu. Núi Bà Đen nha mọi người. Giờ lên gặp treo lên núi. Rồi. Hey. Đứng mình ngồi chứ. Đây lên núi, lên núi nha, lên núi nha, thì cách treo lên núi. Thế nào là dưới chừng nó cắm ba. Mình nói nó hên. Đi sao nha. Đi sao nha. Có vợ con có mẹ nhà hưởng hết con. Cửa nào không đóng cửa ta? Nó đóng liền vợ. Ngoài cái thanh này nè, nó đóng mà.
đó, qua thành ta đóng cửa lại nha, giờ đây là nhốt tù không cho ra ngoài nha mọi người, muốn ra không được đâu, nuôi gà chết đó. Cái này lăn lên lên trên đỉnh núi cao nhất thế giới luôn, núi cao hơn nữa. Người ta chạy gì nhanh nữa hả? Đó, chạy nhanh đâu, chạy lan lan chạy tốc độ là 50 km một giờ nha mọi người. Trời ơi chạy kìa. Đấy con đi chưa? Rồi. Xoài quá trời xoài luôn. Xoài này ngon á. Trời ơi. Bữa nào sắm cái này đi hay vừa là ngon rồi, đi bài luôn mọi người ơi. Cái gì được mà chua nào quá cao luôn. Không có gì đâu mà ngọt hết. Mày quay gì trên hoài vậy chứ sao mới đẹp không quay? Đâu? Này á, tôi lưng rồi. Tôi lưng hả? Đây. Nhà ra đó. Con cút chụp hoài. Nhà ra lưng phía dưới hoài nhiều lắm. Cách treo, cách treo nha mọi người ơi. Cách treo tay nâng nữa. Đây là này là nhà ga. Này là nhà ga lớn nhất thế giới nè. Đứng ở đây là nhìn thấy Sài Gòn luôn nha. Mày đứng cấp treo mà nổ. Rồi. Cao ghê chưa? Ê, cái này chút lên cao á, ngồi nuốt nước miếng là nó không có bị ùn lỗ tai, lên ta chở lên nó ùn lỗ tai. Ai bộ. Thì mình đi lên cao. Này mình lăn đi máy bay nha mọi người. Nhìn xuống như máy bay vậy á. Em đi máy bay. Bên kia là Campuchia kìa. Ở bên kia là Campuchia kìa hả? Campuchia đâu? Campuchia. Không, tại bữa nay sương mù chứ không phải bữa là nhìn qua thấy ở bên Hồ Dầu Tiếng luôn á, thấy cái biển hộ của nó. Trên đây nè. À. Hồ Dầu Tiếng. Cao không bằng? Bạn này hiểu được. Bạn này hiểu sao bằng không? Sao bằng được? Đi mẹ. Mà sao có cáp không? Ủa chứ không có cáp đi được. Cao ghê luôn mọi người ơi. Ai dạy sống mà đi đi xe Honda dạy sống mà đi này dạy sống ối nha. To lắm ngày nay nó hướng dẫn. Mà sao là đâu đâu có cáp treo. 80 người hả? Nên 80 người một cabin đó. Có chứ. Ủa chứ không phải có cáp mới đi lên. Sapa ở ngoài. Sapa. Đâu có cáp mà. Có cáp mới đi cáp chứ. Có cáp mới lên được. Nói gì chứ. Không phải đào mà. Chút thấy là nó gầy. Nghe hồi cho tiếng vậy. Đây là hay hồi tiếng luôn. Hồi đó. Gần tới đỉnh nha mọi người ơi. Đỉnh còn chút trên đấy. Thật cao ghê luôn á. Giờ đang lăn khấu ở trên đầu giùm mây cái gì á. Lên mây à, giờ mình lên mây à. Tình hình này đi chuẩn bị nó ra thêm cáp treo lên trời luôn nha mọi người. Chừng nào đóng xem nha. Giờ lên mới lên núi à. Chừng đã lên trời nữa là đi. Cái này còn cây nhiều hết dưới đó luôn. Còn em trốn lại lên đây làm cái miếng này nhỏ nhỏ nha. Ở luôn đây này. Bánh khỉ lên đây mà đâu ai kiếm ra nó. Đây đây là nhà ga trên đây nha, gần tới rồi. Chạy lên được đâu. Tới đỉnh nha mọi người ơi. Đỉnh đỉnh núi Bà Đen nè. Đó. Làm chưa xong. Mẹ tới mà. Đây, cao ghê chưa? Múc trời luôn. Đi máy bay mà. Đi máy bay lên núi Bà Đen. Nên là tới đỉnh rồi nè. Chuẩn bị vô. Thì bữa đỉnh tới đỉnh này là lên tới trời luôn nha. Rồi trong đó nguy hiểm chứ ta. Ở trong thấy ha. Có hoa mà chịu được. Rồi, tới đỉnh rồi mọi người ơi. Hoa này là toàn tới nơi rồi. Ôi ôi. Tới đây chạy nhanh chứ hả? Từ thôi. Chạy nhanh đụng vậy. Rồi hết 100.000 rồi nó xuống đây. Rồi hết 100.000 nha mọi người. Từ đó lên xuống có 100.000 lên xuống nha. Trời ơi, cái này cái đĩa gì nó quay dưới ta. Đi bay vậy hả? À. Rồi mời bà con xuống xe. Dạ chị nói lại chị. Hình như là không có khẩu trang.
núi Tinh nha mọi người ơi. Phong cảnh đẹp như tiên. À, phong cảnh đẹp lắm. Cao lắm. Đây nhiều cho nàng như từng. Ồ, cái đèn bự ghê chưa mọi người. Hả? Có nè. Ờ, bán vé là cho mình mua nữa đó. Cái gì vậy? Còn xuống nữa, mua vé cứ rồi mà. Đó. Hên mà bỏ túi. Bỏ túi không? Tiền bỏ túi không? Trời ơi. Cái Conan xếp hàng rồi mọi người ơi. Phong cảnh hữu tình. Đà Lạt một chữ tím. Hả? Có đâu? Cái phim. Đông quá, đông quá. Rồi. Chào ghê. Mòn á. Hoa lạc nè. Núi Pà Đỉnh. Đèo núi bên em ơi, đi núi Bà Đen. Ăn lá toàn ghê. Bốn người ngồi luôn nhờ ta chụp. Xuống đây coi. Cái thằng này. Ngồi xuống. Lưng ơi. Việc á. Con cái cực cầu cái treo lên. Đó là cái bên đỉnh cao nữa. Lên cái cậu lên đó xong rồi. Đâm xiếng hả? Nghe nấu đá đây hiểu ta. Về em đi không? Không tú cầu.